Thầy Minh Chí và thầy Nhơn Chí đã đến nơi. Trời nắng quá mọi người ơi. Thầy vô đây ngồi nghỉ cho mát đấy thầy. Đằng sau này cũng thầy Nhơn Chí này. Ngồi ở đây thì cũng có một góc mà vô đây ngồi nghỉ đã thầy. Thầy Nhơn Chí. Tiếp tục lại ghé lại nơi đây. Các thầy cũng đang ghé lại một hích một cái nơi mà gọi là bức tượng Phật Bà Quan Âm ở ngay khu vực lưng đèo mọi người nhé. Đây. Sư Nhơn Chí và sư Minh Chí cũng đã ghé lại nơi đây. Đây cây nhà miết. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Thầy hỏi hỏi thầy nào? Sư An An à? Cây quan là cái gì? Không, em là Hoàng Sáu TV. Quảng Bình toàn là những thầy hút rác kim cang, thầy mà có thầy vừa trả tiền hôm nay thầy còn về nhà không buổi không ăn bắn này. Em ăn được chỉ được buổi sáng thôi. Hai thầy lại tiếp tục rời khỏi nơi này vì ở đây cũng có một chỗ nhỏ. Thầy Minh Chí đi là thầy Nhơn Chí là đi theo không kịp ấy. Hai thầy tiếp tục sẽ di chuyển. Thầy Minh Chí nói là nơi đây chưa đủ duyên bởi vì là cũng một nơi nhỏ ấy, là không có mái che, cũng có nhiều kiến nữa, nên là hai thầy thì tiếp tục di chuyển đến một chỗ khác mát mẻ hơn. Bây giờ mọi người thấy rằng là giữa trưa nắng, ngay lúc này bên chân đèo thì có một hình tượng Phật thì thầy Như Ngộ An An cùng với lại là một thầy nữa. Thầy Như Ngộ cho em hỏi thầy bên trong là pháp danh là gì ạ? Đức Hạ. Dạ? Đức Hạ, thầy Đức Hạ.
Đức Hạ. Ủa sao hôm nay em mới thấy ạ? Thầy Đức Hạ cho em hỏi với, ủa sao hôm nay em mới gặp hôm nay em mới gặp sư á? À là hôm nay thầy mới ra ạ? À ủa thầy em hỏi với là thầy ở đâu ra tận đây ạ? Nhà là ở tận đâu á? Ý đại nhà muốn hỏi đấy ở xa ấy mà đến đây ạ? Dạ và là hôm nay vào đây để đi đồng hành cùng với các sư ở đây ạ? Sư Minh Hạ. À, Đức Hạ. Dạ bằng sư Đức Hạ mọi người nhá. Đó đang đi cùng với lại là à đấy gọi là sư huynh nhá. Thế gọi là sư huynh. Vậy thì thế em gọi anh nhá thế. À, vậy thế gọi là sư huynh. Nay sư huynh cũng đi cùng với sư Như Ngộ. Đó. Thì bây giờ mình gọi là sư thì cũng không được mà gọi là thầy cũng không xong. Thì bây giờ không biết gọi gì thì em gọi sư huynh. Đó, sư huynh hôm nay này cũng từ ngoài quê vào đi cùng với sư Như Ngộ. Và ở đây thì cũng có một hình bức tượng Phật rất là linh thiêng ở bên chân đèo mọi người ạ. À. Em cho mọi người xem này, quang cảnh nhá. Ở đây thì là một con đèo và đây là cái hướng đi xuống dưới nhá. Đó, bên cạnh là cảnh rừng núi mênh mông. Đây là con đường đi lên phía trên, lên đỉnh đèo. Đó, và ngay bên đường thì lại có hình một bức tượng Phật. Nên là có thể nói với mọi người rằng là hình ảnh này thì rất là linh thiêng đấy mọi người ạ. Ngay bên một cái chân đèo mọi người nhá. Trong này thì có... Hello người đẹp. Ở đây thì có sư Như Ngộ, An đấy mọi người. Với lại là một sư mới. Đó, đây cũng có một sư huynh mới nữa. Trọng sư huynh hôm nay đi là thấy trong người sao rồi, đã quen chưa ạ? Dạ con cũng ổn ạ. Dạ con cảm ơn. Dạ đấy. Sư huynh cũng đi được 2-3 ngày rồi mà do là đi chậm ấy nên là đi trước. Đó, ở trên đỉnh đèo mọi người thấy rằng là đường dốc rất là cao. Đó, ai mà chưa quen ấy thì là đi trước mọi người nhá. Đây cho mọi người xem hình tượng Phật. Đây không biết là còn nhang không? Tí em thắp cây nhang ở đây mọi người ạ. Hình tượng Phật rất là trang nghiêm. Em là Hoàng 6 TV ạ. Hình nhìn rất là trang nghiêm, rất là đẹp mọi người nhá. Ngay bên một cái chân đèo. Ở đây thì đang có một thầy Như Ngộ, Anan cùng với một thầy mới. Còn sư huynh này thì cũng mới đi 2-3 ngày. Đó, mình cảm thấy mệt thì đi trước. Dạ, đây hình ảnh đây vào cho mọi người xem này. Đó, nhìn rất là đẹp nhá. Và linh thiêng. Cái hình tượng rất là linh thiêng. Cho mọi người xem một cái cảnh từ xa. Đó, các sư cũng nghỉ ngơi ở tại đây. Lúc nãy em cũng bảo là chắc là em cũng sẽ di chuyển nhanh lên đây để có thể quay cho mọi người xem một cái hình ảnh như thế này. Mọi thấy không? Rất là trang nghiêm. Ngay bên cái khu vực chân đèo mọi người ạ. Hướng của bức tượng Phật này là quay ra ngoài nhé mọi người ạ. Hình của bức tượng là quay ra ngoài. Cái gì cũng biết, cũng để, cho mọi người biết rằng là có một cái hình tượng Phật Quan Thế Âm ở ngay bên chân đèo như này thì chắc có lẽ ở nơi đây cũng là có một cái điều gì đó huyền bí mọi người. Đó, đây là một cái khe suối này. Đây là một cái nơi lên đỉnh đèo. Đó, đây thì cũng có các bà con đi qua đây, cũng có ghé lại nơi đây để thắp nhang cho tượng Phật Bà Quan Âm. Mọi thứ. Và cũng có mái tre nhé. Bây giờ thì cũng có hai bác sư cũng đang nghỉ ngơi. Bởi vì buổi trưa này thì các sư mệt ở đâu thì nghỉ ở đó. Chứ bây giờ ở phía sau cũng có cái mấy sư khác cũng đang nghỉ ở bên dưới đấy mọi người ạ. Đây em quay cho mọi người xem phía sau. Đó, nhìn mọi người thấy không? Rất là trang nghiêm nhá. Đây em lên trên này quay cho mọi người xem này. Đây, mọi người leo núi là thấy đuối sức rồi mày rồi. Ủa sư huynh đem nhiều mì tôm thế? Đi. Mà mì tôm mày đem đi đâu sư huynh? Gặp ai khó khăn thì em cũng khó khăn cho em hai gói nhá. Rồi.
em khó khăn mà. Đấy, em cũng nói chung là từ sáng giờ chả có gì ăn mọi người ạ. À. Có hai mì Hảo Hảo ấy. Đó, ăn này cũng nhiều mì và đại gia mì. Nếu mà ăn như này là đi là người ta nói là đại gia mì tôm đấy. Bởi vì ăn quá nhiều. Em cảm ơn nhé. Có gì đâu. Dạ, được hai gói. Ai lấy thì lấy nhá. Cứ lên đây hồi gặp bà con này phát hết. Đây, con đường đèo này. Đó, nhìn góc xa xa mọi người xem. Đây. Đó. Mọi người thấy không? Em cho mọi người xem cảnh thiên nhiên nhé. Xem cảnh thiên nhiên. Bên trong. Bên trong này thì nắng lắm mọi người ạ. Nói chung ở bên trong chỉ được một cái góc nhỏ thôi. Chỉ một góc nhỏ để cho sư Như Ngộ với một sư mới. Đó, đang ngồi thôi. Còn ở đây thì mọi người thấy rằng là nó nắng lắm. Bên cạnh con đường này mọi người này. Em cũng quay cho mọi người xem những cái hình ảnh bên đường. Đó, cho mọi người xem cái hình ảnh mà các thầy đang di chuyển. Để em qua bên này xem. Đây là một cái cây cầu mọi người ạ. Đó là cái cây cầu mọi người đây. Đó, ở đây thì nó giống một cống á mọi người, cái khu cống á. Đó. Thì chắc ở nơi đây cũng phải là có cái điều gì đó nên là mới có một bức tượng bà tượng Phật Quan Âm ở ngay bên đường á mọi người. Rồi bây giờ em cũng sẽ tiếp tục là để di chuyển xuống phía dưới rồi xem còn sư nào khác không, còn sư nào đi không. Bây giờ em phải đi cất hai gói mì tôm này đi để lúc nào mà không có đồ ăn ấy em sẽ ăn. Bởi vì đi lên đèo này một chai nước cũng rất là quý ấy, mọi người ạ. Đó. Để em vào đây em xem mà hai sư còn nước không, em đi mua. Em đi mua nước nhá. Em hai xem. Ở các sư ở đây còn nước không? Em chạy cho em mua nước nhá. Còn nước không sư? Còn ạ. À? Dạ, hết nước để em chạy lên cho em mua. Em yên kia em mua ít đá nhá sư. Dạ. Không có quay. Không có quay được thì lên sau. Qua đây rồi giờ. Ủa? Không biết rồi. Nhìn quen ta. Nguyễn. À. Đi đâu hết rồi ta? Đang đi trước rồi. Giờ sư Minh Chí với sư Nhân Chí đi trước. Dạ. Gần vào đó là họ bo kia lắm. Ở đây đang có sư Minh Thành, sư Vô Trụ với dạ. Dạ. Sư Minh Nhật, sư Minh Nhật chuẩn bị đi chưa sư? Dạ. Dạ vâng, ở đây ngay cái khúc cua mọi người, nên là ở đây cũng nguy hiểm. Đó, nên là em sẽ di chuyển lên phía trước mọi người nhé. Các thầy ở đây đang nghỉ ngơi đây một chút. Đây có sư Minh Trí, sư Minh Trí với sư Trần Trí thì cũng đang tiếp tục lội đèo. Một con đèo này em nói với mọi người rằng là
rất là dài mọi người nhá. Đây có gốc cây to đó, còn đây là một cái khúc cua của một con đèo. Các thầy cũng đang nghỉ ngơi ở đây. Ở đây thì bây giờ còn lại ba thầy, thầy Minh Dược, rồi là sư Vô Trụ với lại sư Minh Thành. Đó, còn lại thì sư Minh Trí với Trần Trí đang đi bộ rồi mọi người nhé. Đó, đang đi bộ hành phía trước này. Đây, lên con đèo này không chắc cũng phải một cái thời gian dài đấy mọi người ạ.